Hello, chào tất cả nghe em nhé. Chào mừng tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh Đọc Một Số, kênh Sư Cầu Miền Bắc của mình. Vâng, hiện tại thì bây giờ đang là buổi tối của ngày 6 tháng 11 năm 2022. Và lời lỡ đầu tiên thì cho mình xin gửi lời chúc đến toàn thể mọi người đang theo dõi video có thật là nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui, nhiều hạnh phúc bên gia đình và người thân, cũng như gặt hái được nhiều thành công cho công việc. Và đặc biệt hơn là luôn luôn may mắn với những con số và chiến thắng nhiều hơn ở những ngày của tháng 11. Và quay trở lại với mọi người của buổi tối ngày hôm nay thì mình sẽ chia sẻ cho mọi người tham khảo ở hai vị trí đường cầu. Giờ thì đối với vị trí đường cầu đầu tiên thì mình sẽ gửi đến đó là vị trí của đường cầu sao thủ lô. Ở vị trí đường cầu thứ hai là cầu đề. Và từ cầu đề thì mình sẽ khai triển thành dàn đề. Và từ dàn đề thì mình sẽ nhận định đối với vị trí của đề kết để cho mọi người tham khảo vào ngày mai là thứ hai của ngày mùng 7 tháng 11 năm. Và tất cả những cái đường cầu và những số mình đưa ra thì hoàn toàn là tham khảo, không có chuẩn 100%. Cân nhắc tất cả mọi người trước khi theo dõi video. Ai trùng máu kết thì có thể chơi nhẹ nhàng, trả đá bi hơi. Còn ngược lại, không trùng máu, không kết thì có thể theo dõi video, like video và đăng ký kênh để ủng hộ mình. Thì mình xin cảm ơn tất cả anh em rất là nhiều. Và hơn thế nữa thì mọi người có thể bình luận, comment những cái đường cầu, những cái con số mà cá nhân mọi người cảm thấy đẹp hoặc đan thông lên video cho tất cả mọi người cùng tham khảo anh em nhé. Và những con số nào được nhận định cho ngày mai thì ngay bây giờ mình sẽ đi chia sẻ cho tất cả mọi người cùng theo dõi. Và quay trở lại với chiếc màn ảnh của chúng ta, là chiếc bảng kết quả mở thưởng của ngày hôm nay. Về vị trí giải đặc biệt thì ngày hôm nay có chung một người là số 71, đúng ạ. Nó làm ở hai chạm là chạm 7 và chạm 1 và tổng 8, 3 cáng 471 và cả bộ số đặc biệt 5 số ra gồm là 77471. Về vị trí của lô hai nháy thì ngày hôm nay có chung một người là số 50 và vị trí số 91. Có một con ra tới 3 nháy, đó chính là cụ thể con số của đầu 3 là con số 36. Anh em nào mà ngày hôm nay lựa chọn được ba số này thì quá tuyệt vời rồi, đúng không? Lô kép thì ngày hôm nay xem nào. Lô kép ngày hôm nay tiếp tục có cho một người là số kép 33 này. Đó, và con số kép 11 này. Ngày hôm nay thì đầu lô tô không có đầu nào bị cầm cả, anh em nhé. Rồi thì vừa qua mình cũng điểm lại cho một người một chút về những cái chi tiết nổi bật của bảng kết quả. Và đối với bảng kết quả mở thưởng ngày hôm nay thì được xin gửi lời chúc mừng đến toàn thể mọi người đã theo dõi video trên kênh, tiếp tục được chiến thắng rực rỡ ở hai đường cầu. Đường cầu đầu tiên là về vị trí đường cầu sông thủ lô. Và vị trí đường cầu thứ hai là về vị trí đường cầu giải đặc biệt. Và ở cái vị trí đường cầu giải đặc biệt thì những anh em nào mà may mắn thì mình chiến thắng được thôi. Còn đối với vị trí của đường cầu lô tô thì chúng ta chiến thắng được rực rỡ rồi, đúng không ạ? Và cụ thể như thế nào thì sau đây mọi người cùng mình quay trở lại với video mà ngày hôm nay mình đã chia sẻ cho anh em tham khảo những con số nhá. Như mọi người có thể nhìn thấy trước màn ảnh đây. Thì ở vị trí cặp song thủ lô thì mình cũng có gửi đến một người và cũng khá là may mắn trong ngày hôm nay, bởi vì mình đã chuyển đổi cái đường cầu giữa G2 kết hợp với G3 thành đường cầu G4 và G5, bởi vì mình cảm thấy cái cặp số này nó không được tự tin và nó nguy hiểm cho anh em, nên chính vì vậy thì mình đã tạm dừng lại. Nếu mà chúng ta đánh tiếp cái đường cầu đó thì ngày hôm nay chúng ta sẽ có cặp là 43 và 34, đúng không? Đó thì ngày hôm nay ba đầu 3 thì không có 34 mà đầu 4 thì cũng không có 43. Đó, nhưng mà mình đã chuyển hóa thành cái đường cầu của G4 kết hợp với G5 và đã có cho một người là cặp lô 2552. Đó thì so sánh bằng kết quả mở thưởng thì mọi người có thể nhìn thấy rồi. Là ngay ở vị trí giải nhất thì nó đã xuất hiện ở con số 52 ở đây, đúng không? Đó, vậy đầu tiên thì chúng ta chiến thắng được vị trí của lô 52 này. Rồi tiếp tục ở vị trí đường cầu giải đặc biệt thì mình có nhận định cho anh em là bóng của đầu và bóng của đuôi đề. Thì cái dàn này thì nó sát nhất là cái cặp 727 này thôi. Đó, nhưng mà ở vị trí phân tích bóng của đuôi đề thì mình có đưa cho anh em được cái vị trí của đuôi đề 1. Đây, đó, ở vị trí đuôi đề thì mình có gửi đến một người là 4 đuôi, là đuôi 4, đuôi 1, đuôi 8 và đuôi 0. Đó, thì ngày hôm nay dạng đặc biệt nó ra 71 thì chúng ta làm chiến thắng ở cái vị trí gọi là đuôi đề 1. Đây, cái vị trí đuôi 1 thì nó nằm ở cái vị trí con số 6 đây. 6 nó chạm phải bóng 1 ở đây, đúng không? Đó, đó vậy chúng ta cũng chiến thắng được vị trí đuôi đề. Nói chung là cầu đề thì ngày hôm nay anh em nào có may mắn thì mới chiến thắng được thôi. Ok, rồi thì tiếp tục quay trở lại với những con số của những đường cầu để cho mọi người tham khảo về ngày mai. Cái vị trí đầu tiên là về vị trí đường cầu sông thủ lô thì mình vẫn sẽ gửi đến mọi người cái đường cầu của giải vị trí G4 và G5 thôi. Vì ngày hôm nay chúng ta ăn thông cái cặp đó chính là 2552, đúng không ạ? Thì mọi người cứ để ý cho mình như sau này. Đầu tiên là tại giải G4 nhá. Lựa chọn cho mình là cái con số thứ hai của bộ số cuối cùng cũng như bộ số thứ tư đấy, thì ở đây nó là có nhà nó số 7 nhá. Rồi tiếp tục đối với vị trí giải G5 thì mọi người lựa chọn cho mình là con số thứ ba của bộ số đầu tiên. Ở đây thì nó xuất hiện nó chính là con số 6. Chúng ta kết hợp với nhau thì mọi người sẽ có cho mình đó chính là cặp song thủ lô 7667. Rồi đối với cặp số này thì mọi người nhìn qua một chút này, cặp số này thì nó mới ra thôi.
6776 thì nó mới ra ngày hôm qua ngày hôm kia. Nói chung thì nó ra cũng gọi là tương đối dày anh em nhá. Nhưng mà cái thiên hướng của năm 2022 là về vị trí của lô và đề rơi thì hội đồng xổ số quan tâm quá là nhiều nên chúng ta không phải lo ngại. Đây 67 thì cách đây là 4 ngày chưa ra. Còn con số 76 thì ra 2 ngày liên tục là ngày hôm qua và ngày hôm kia. Thì để mà tách lựa chọn ra làm bạch thủ giữa một trong hai con thì nó cũng sẽ cực kỳ là nguy hiểm. Nên chính vì vậy thì mình vẫn sẽ đưa ra cho anh em là anh em cái thiên hướng là anh em vào cả cặp cho mình. Đó, chơi cả cặp. Rồi. Và cái tỷ lệ cặp số này thì mình sẽ đưa ra cho anh em một cái tỷ lệ đó chính là 80%. Đó. Với cái cặp số 2552 ngày hôm nay mình cũng nhận định cho anh em là 80% và mình có bảo anh em đánh tăng tiền đấy, đúng không? Đấy thì chúng ta cũng chiến thắng, cũng khá là hay. Ok. Rồi, đầu tiên là về với chiếc cầu lô tô chúng ta có cho mình là chiếc là cặp 7667. Anh em có thể lưu lại để tham khảo cho ngày mai. Anh em nào mà không kết, anh em nào không trúng máu thì anh em có thể là theo dõi video ủng hộ mình hàng ngày. Thì mình cũng xin cảm ơn tất cả mọi người rất là nhiều. Rồi, tiếp tục quay trở lại vi trường cầu giải đặc biệt nào. Đường cầu giải đặc biệt thì mình vẫn sẽ gửi đến mọi người hai đường cầu nhá. Hai đường cầu thì trước khi phân tích ở hai đường cầu này cho anh em thì mình cũng xin phép giới thiệu với anh em đôi chốt về Zalo. Những anh em nào mà đang xa bờ, đang bị loạn số, cần tham khảo những cái đường cầu kín hơn hay là những cái đường cầu thông dài hơn thì mọi người có thể liên hệ trực tiếp đến Zalo cho mình. Thì khi anh em liên hệ qua Zalo cho mình thì phí một tuần là 500k anh em nhé. Và số Zalo của mình là 0379, tiếp tục là 419 và ba số cuối là 207. Ai mà dùng Zalo thì có thể là liên hệ qua Zalo. Còn nếu mà anh em nào mà không dùng Zalo, anh em có thể nhắn tin hoặc gọi điện thoại trực tiếp qua số điện thoại cho mình đều được. Được chưa? Đó, đều một là một anh em nhé. Mình xin phép đọc lại một lần nữa này. Là số Zalo VIP cũng như số điện thoại là 0379 419 207. Ngày hôm nay trên Zalo chúng ta cũng chiến thắng được vị trí của lô rực rỡ. Đúng không ạ? Đó. Thì đảm bảo rồi, thì chắc chắn là khi anh em liên hệ qua Zalo cho mình thì mình sẽ có cái trách nhiệm là hỗ trợ anh em vào bờ một cách an toàn nhất. Và cá nhân của mình thì mình vẫn sẽ luôn luôn cố gắng hàng ngày hết mức có thể để từ giờ đến cuối năm để gửi đến mọi người những cái đường cầu cũng như những cái con số chuẩn và chính xác nhất để những ai đang xa bờ thì sớm vào bờ, ai đang thua tha lợ lần thì sớm trả được lợ để có cái Tết êm đềm hạnh phúc bên gia đình và người thân. Và luôn luôn mong muốn được cái sự ủng hộ tất cả mọi người đang theo dõi video đây. Và mọi người hãy đừng quên là dành lại cho mình một like và đăng ký kênh bởi vì nó hoàn toàn miễn phí anh em nhé. Rồi thì tiếp tục sau đây thì mình sẽ đi phân tích về vị trí của đường cầu giải đặc biệt. Ở vị trí đường cầu giải đặc biệt thì cái đường cầu bóng chúng ta chiến thắng thì mình sẽ tiếp tục đi phân tích cho anh em cái đường cầu này thôi. Và để mà nói về cái vị trí này ấy, thì nó cũng khá là hay cho ngày mai. Bởi vì đây nhá, chúng ta phân tích về bóng ở đầu trước này. Một bên nó trả về là bóng 6, 7 nó trả bóng 2, 9 nó trả bóng 4 và 4 thì nó lại là trả về 9. Đây là về vị trí của đầu đề. Được chưa? Rồi, còn đối với vị trí đuôi đề thì chúng ta có gì? 8 nó trả bóng 3 này, 7 nó trả bóng 2 này, 9 nó trả bóng 4 này và 3 nó trả bóng 8. Nói chung là kết hợp với nhau hai cái vị trí này thì nó cũng sẽ dàn hơi bị nhiều số đấy anh em ạ. Thế thì mình sẽ kết hợp nhá. Thì chúng ta sẽ có 636 này. Rồi chúng ta có 626 này. Rồi chúng ta có 646 này. Và chúng ta có 686. Đó. Khá là dày luôn. Tiếp tục con số 2 thì chúng ta có 232. Chúng ta có kép 22. Chúng ta có 242. Rồi, chúng ta có 282. Con số 4 thì chúng ta có 434. Đó, chúng ta có 424 thì có rồi. Kép 44. Và vị trí của 484. Rồi, cái vị trí cuối. Nó có số 9 thì chúng ta có gì đây? Chúng ta có 939 đúng không? Đó, chúng ta có 929. 949 thì chưa có đúng không? 949 chưa có. Và vị trí 989. Đó. Thì cái dàn nó cũng hơi bị nhiều số. Và mình cũng sẽ có đưa ra cho anh em một số cái cặp kết như sau. Mình sẽ gửi đến mọi người một số cặp của chạm 6 và một số cái cặp của chạm 2. Đó thì mình sẽ đưa ra đây này. Kết này. Kết thì anh có thể quan tâm đến cho mình là 626. À, 292. Và vị trí của 282. Đó. Và đây là về vị trí của ba cặp số đề kết anh em nhá. Được chưa? Rồi, anh em lưu lại cho mình được chưa? Anh em lưu lại được cho mình thì mình sẽ tiếp tục phân tích cho anh em được cầu thứ hai này. Cái đường cầu thứ hai này thì nó nằm ở vị trí của giải G3 với G4 đấy thì nó cũng trùng khá là nhiều. Nói chung là nó đang xoay quanh cái chạm 2. Vậy là bắt đầu từ ngày mai thì mình cũng đã
sẽ tự tin với một người là anh em có thể là bắt đầu tập trung cho mình cái chạm 2 khá là ok rồi. Đó. Thì 4 trước thì 424 có rồi, chúng ta có 454, nói chung là nếu mà để nói về 4464 có rồi nhá. 414, nói chung là chạm 4 nó ra tiếp thì cũng hơi bị khó đấy. 2 kép 22 có rồi này, 2 thêm 252 và 212. Đó, anh em để ý tập trung cho mình này. Chạm 2. Đề. Chạm 2. Bắt đầu từ ngoài thì anh em để ý cho mình về chạm 2 được rồi nhá. Đó, kết thì cũng có một số cặp chạm 2, ví dụ như là đấy, ví dụ như mình thống kê cũng là 252, 262 cũng khá là hay, thậm chí 282 và 292. Rồi. Thì mình sẽ đưa anh em về vị trí của tứ thủ đề. Tứ thủ đề thì mình sẽ gửi đến mọi người đó chính là 252 và vị trí của 262. Được chưa? Xong thủ đề là 252 và bạch thủ đề của chúng mình là con số 25. Ok. Và trên đây cũng là toàn bộ những cái con số mà mình chốt để cho mọi người tham khảo về ngày mai là thứ hai, còn ngày mùng 7 tháng 11 năm 2022. Và thời lượng của video thì mình cũng xin kết thúc ở tại đây. Một lần nữa thì mình xin chúc tất cả mọi người buổi tối xem video thật là vui vẻ. Cũng chúc một và xin hẹn mọi người ở buổi tối ngày mai.